Yo, hôm nay có thể là ngày cuối cùng của tôi ở An Hòa Viên. Nếu như chiều nay kết quả xét nghiệm của Thịnh là âm tính, thì ngày mai tôi sẽ xuất phát. Nếu như Thịnh âm tính, thì thôi. Còn công việc ngày hôm nay là hỗ trợ khóa thiền của sư. Thì bữa nay là ngày ngày đầu tiên của khóa thiền rồi, thì tôi sẽ vẫn còn hỗ trợ được gì hỗ trợ cái đó. Rồi nếu mà có tham gia được luôn thì ok, càng tốt. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đi mua que test để test cho anh Thịnh, và cũng đồng thời là đi đổ xăng, đi rút tiền các kiểu, chuẩn bị mọi thứ để thể xuất phát vào ngày mai luôn. Rất hy vọng là sẽ âm tính nha. Hiện tại thì để sức khỏe là cực kỳ tốt rồi, mà không biết là âm tính hay dương tính thôi, đó là tí nữa biết. Sẵn sàng chưa? Dạ. Không đeo đi. Tính rồi. Rồi. Khỏe. Rồi chưa? Ok. Phải vậy. Phải vậy chứ. Đi game. Rồi coi. Hộp vật thôi nha. Vật Không, hay có mờ đâu là. Đợi tí còn nó có mờ gì không nha. à. Rồi, kết quả là Hân Thịnh vẫn còn dương tính nha, còn tí thôi, nhưng mà tí thôi là cũng không thể đi tiếp được rồi, thì ở thêm 2 ngày nữa, 2 ngày nữa rồi xuất phát. Vậy thôi, cuộc sống mà anh em nó vậy chịu luôn chứ biết sao giờ, hai thằng muốn đi lắm rồi đó. Hòa Viên thì có một cái hồ cá cũng đẹp lắm, tôi cũng có quay lên vài cảnh trong cái video trước đó. Thì từ lúc tôi tới giờ là chưa có thấy một người cho nó ăn, tôi cũng cảm thấy là nó đói và cái đái luôn rồi đó, nên là hôm nay ha tôi sẽ ban phước cho nó. Thức ăn cho gà không, nó sao nó ăn không có nhiệt tình ta. Xe phía